ฮะเออนี่เกี่ยวนะจริงdây trong giữa làng kia nó lại không chỉnh nữa đâu, nó lên cao đấy mà không lên cao thì nó cột điện. Ừ, sáng không nó không neo được, lấy rơi vào không neo được đây. Hả? Chiều nay có mấy đứa lắp rồi mãi nó bị chập mạch trong đường làng về sau chỉnh mãi dây điện được. Come on.